Chào các bạn nhỏ, mình là Khi Khi. Mình là Hoa Hoa, vịt con quạt quạt. Mình sẽ đến Vương quốc khủng long để vẽ. Bạn có muốn vẽ khủng long với mình không? Vâng. Khối ma thuật, đi nào. Điểm đến được xác nhận. Đi nào. Thế giới thật thú vị. Hãy cùng đi khám phá những điều bí ẩn. Quạt quạt, đây là vương quốc khủng long. Thật nhiều khủng long quá. Đó là một con khủng long bào chúa. Khủng long bào chúa thật hùng vĩ. Qua qua cũng muốn oai phong lẫm liệt. Qua, ra rồi. Trông thật hùng vĩ. Hãy vẽ con này. Được thôi. Đầu tiên, chúng ta vẽ phác thảo khủng long bào chúa. Và thêm vào một số màu sắc đẹp. Tuyệt vời. Mình cũng đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Hãy làm một bài kiểm tra. Hai bức tranh này trông hơi khác một chút. Hãy xem thật kỹ. Sự khác biệt nằm ở đâu? Em đã tìm thấy rồi. Thật tuyệt vời. Các móng vuốt trong hai bức tranh khác nhau. Một cái thì to, cái còn lại thì nhỏ. Đúng vậy. Nhưng tất cả chúng ta đều vẽ rất tốt. Hả? Âm thanh đó là gì vậy? Hãy đi xem chuyện gì xảy ra. Khủng long ba sừng mẹ, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Trừng cả con tôi, chúng biến mất rồi. Khủng long ba sừng mẹ ơi, đừng lo, chúng cháu sẽ giúp cô tìm những quả trứng của mình. Trứng con sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Đây là một máy bay không người lái. Nó đã chụp ảnh xung quanh trước đó. Hãy xem nó có chụp được ảnh có tên trộm trong đó không nhé. Qua qua, sự khác biệt trong hai bức ảnh này là gì? Em ở đây phải không? Không có gì khác biệt ở đây cả. Vậy phần khác nhau ở chỗ nào? Mình sẽ cho bạn biết đáp án. Có hai bức ảnh, sự khác biệt là gì? Nếu bạn sơ ý như qua qua, sẽ khó tìm thấy hơn. Chúng ta cần quan sát theo thứ tự và tìm kiếm từng phần một. Chúng ta hãy xem phần đầu tiên. Em, bạn có thấy điều gì khác biệt không? Chúng ta hãy xem phần thứ hai. Cũng không tìm thấy bất cứ điều gì khác biệt. Hãy nhấn xem có điều gì khác biệt trong phần thứ ba không? Thật tuyệt vời. Bạn có thể tìm thấy điều gì khác biệt trong phần thứ tư không? Thật tuyệt vời. Mình hiểu rồi. Chúng ta gần đến rồi. Bạn thật thông minh. Quạt quạt, mình học được rồi. Sự khác biệt trong những bức ảnh còn lại là gì? Chúng ta hãy đi tìm chúng. Được thôi. Thật tuyệt vời. Đây rồi. Thật tuyệt vời. Đây rồi. Hãy đặt chúng lại với nhau và xem ai là kẻ trộm. Velociraptor. Có vẻ như tên trộm là thằng lằn săn mồi tốc độ. Chúng ta hãy đi tìm chúng thôi. Các bạn nhỏ ơi, hãy tìm thằng lằn săn mồi tốc độ và mang những quả trứng về. Đây không phải là thằng lằn săn mồi tốc độ. Tìm thấy thằng lằn săn mồi tốc độ rồi. Ê, tìm thấy một quả trứng nè. Tìm thấy thằng lằn săn mồi tốc độ rồi. Cố lên, vẫn còn một quả trứng nữa. Tìm thấy thằng lằn săn mồi tốc độ rồi. Thật tuyệt. Chúng ta đã tìm thấy tất cả các quả trứng. Hãy đi gặp khủng long ba sừng mẹ. Được thôi.
Khủng long ba sừng mẹ ơi, chúng cháu đã mang tất cả trứng về rồi. Tuyệt quá, cảm ơn nhiều lắm. Không có gì. Khủng long ba sừng mẹ thật xinh xắn. Hãy cùng vẽ một bức tranh về cô ấy nhé. Được thôi. Đầu tiên, chúng ta vẽ phác thảo khủng long ba sừng. Sau đó, chúng ta tô một số màu đẹp vào đó. Tuyệt vời. Thật là một ngày tuyệt vời. Chúng ta đã vẽ một số con khủng long và tìm thấy tất cả trứng của khủng long ba sừng mẹ. Thực hành với Qua Qua. Robot biến thành một người bạn, bạn có thể cho biết sự khác biệt ở đâu không? Bạn có thể cho biết sự khác biệt ở đâu không? Robot biến thành một bức tranh, hãy xem sự khác biệt giữa hai bức tranh này là gì? Hãy xem lại một lần nữa, vẫn còn một chỗ khác biệt đấy. Hãy xem lại một lần nữa, vẫn... Hãy xem sự khác biệt giữa hai bức tranh này là gì? Làm với Qua Qua. Tớ sẽ cho các cậu biết một bí mật. Đây là siêu vịt, thứ tớ thích nhất đấy. Các bạn nhỏ, các cậu chụp giúp tớ một bức được không? Chụp giúp tớ một bức khác nữa nhé. Ồ, các cậu chụp ảnh đẹp quá. Nhân tiện, Qua Qua có một ý hay. Bố ơi, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Được, chúng ta chơi trò gì nào? Có một điểm khác biệt giữa hai bức ảnh này, bố có thể tìm ra không? Chính xác. Bố siêu quá đi. Dĩ nhiên, mắt bố tinh lắm đó. Bây giờ đến lượt bố chụp ảnh, và Qua Qua sẽ tìm điểm khác biệt. Được rồi, Qua Qua không được nhìn trộm nha. Qua Qua không hề nhìn trộm đâu nhé. Xong rồi, Qua Qua ơi, lại đây tìm đi. Có gì khác nhỉ? Đúng rồi, nó ở đây. Giỏi lắm. Quạt, quạt, quạt. Các bạn nhỏ, các con có thể nhờ bố mẹ chụp những bức ảnh tương tự và xem ai có thể nhanh chóng tìm ra điểm khác biệt nhé.